Ngày 24 tháng 11 tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị xem xét cho ý kiến về kết quả thực hiện công tác quân sự quốc phòng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2021, thông qua công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, nhà nước có chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Tập trung lãnh đạo, tổ chức đại hội đảng các cấp và đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thực sự mẫu mực tiêu biểu theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Sau đại hội, tạo sự ổn định, không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thường xuyên nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu với đảng nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự quốc phòng không để bị động bất ngờ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chiến lược quốc phòng quân sự nghị quyết kết luận đề án luật đã ban hành triển khai thực hiện luật biên phòng việt nam nghị quyết của quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc chủ động xây dựng phương án kế hoạch sẵn sàng chiến đấu thường xuyên luyện tập và tổ chức lực lượng ứng trực xử lý có hiệu quả các tình huống bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc nâng cao chất lượng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của toàn quân, thực hiện có hiệu quả thực chất ba khâu đột phá, cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tiến lên hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Xem xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng, trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020.